Siti Mesaro, 24 tuổi, đang thực hành chăm sóc cho người cao tuổi, một trong nhiều tình huống mà chị được luyện tập trong khóa học tại Onodera Userun, một trung tâm đào tạo nghề dành cho những người trẻ tại Indonesia mong muốn được làm việc tại Nhật Bản. Chị cùng các bạn của mình đang được đào tạo để trở thành những người chăm sóc sức khỏe cho người già ở Nhật Bản. Bên cạnh việc học ngôn ngữ, các học viên ở đây cũng được học cách chăm sóc cho những khách hàng tương lai của mình, chẳng hạn như xỏ dép cho những cụ già không còn khả năng tự làm hoặc phân loại các dụng cụ cho từng loại thức ăn. Mesaro đang cố gắng học tập và làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng chị sẽ có một công việc ổn định khi sang Nhật Bản. Ở đây chúng tôi học tiếng Nhật qua giao tiếp hàng ngày, ngữ pháp và cả chữ kanji. Chúng tôi cũng học cách chăm sóc người già. Chúng tôi tập trung vào việc học văn hóa Nhật Bản và những điều cần thiết để chuẩn bị cho một công việc tại Nhật Bản. Sau khi hoàn thành các khóa học kéo dài 6 tháng, các học viên như Mesaro sẽ tham dự một kỳ thi kỹ năng. Và trong trường hợp của Mesaro là kỹ năng chăm sóc người già. Học viên cũng sẽ phải vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật để đủ điều kiện làm việc tại Nhật Bản. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới, với số lượng người dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 28% dân số, đứng sau là Italia với 23%. Tỷ lệ sinh của nước này cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm ngoái, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000. Điều này đồng nghĩa với số người trong lực lượng lao động cũng sẽ giảm. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản liên kết với Bộ Ngoại giao nước này, trong 2 thập kỷ tới, Nhật Bản sẽ mất hơn 10% lực lượng lao động trong nước. Bà Kamela Manju, hiệu trưởng Onodera Userun chia sẻ, mô hình đào tạo nghề này có thể giúp giải quyết vấn đề dân số cho cả Nhật Bản và Indonesia. Hiện tại, số người lớn tuổi ở Nhật Bản là rất cao, tỷ lệ sinh thì lại thấp. Nguồn nhân lực không thể đáp ứng được nhu cầu, trong khi ở Indonesia, mỗi năm, dân số tăng khoảng 3 triệu người. Ước tính, hiện có khoảng 340.000 việc làm cần kỹ năng chuyên môn ở Nhật Bản, nhưng chỉ có khoảng 130.000 lao động làm những công việc đó. Do vậy, nguồn nhân lực từ nước ngoài ngày càng trở nên cần thiết. Tính đến tháng 12 năm ngoái, đã có hơn 16.000 người Indonesia sang Nhật Bản chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Đến năm 2040, Nhật Bản cần gấp 4 lần lao động nước ngoài để đạt được lộ trình tăng trưởng mà chính phủ đã vạch ra trong dự báo kinh tế của mình.